Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh độc truyện Bội Phố. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đàn bà Gian Chuân được viết bởi tác giả Giao Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta cùng nhau đồng hành, cùng lắng nghe trong 6 tập truyện vừa qua. Có bao nhiêu vất vả lo toan của chị Đài, sự cảm thông chia sẻ của Dũng và sự hà khắc của anh chồng tên là Trức. Cứ tưởng rằng anh chồng tên Trức sẽ thay đổi, sẽ hoàn lương, đi làm kiếm tiền và gửi về chăm lo cho chị Đài và các con. Nhưng quý vị ơi, không phải như vậy. Bản chất con người đúng là khó đổi, đúng không ạ? Khi mà lên thành phố có một tí tiền và sự cám dỗ trong khi đó lại bị sự tác động của mẹ mình nữa thì chức đã thay đổi. Chức hoàn toàn bị cám dỗ bởi đồng tiền. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để xem rằng chức bị cám dỗ bởi ai và chị đài của chúng ta sẽ phản ứng như thế nào. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị ơi, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Tâm An cũng như là ủng hộ cho kênh đọc truyện bụi phố nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Đàn bà Gian Chuân, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của Tâm An. Trước lườm lườm hai bu con nhà đấy có vẻ giò xét. Ban nãy hai người họ còn khinh thường anh, chê anh quê mùa. ấy vậy mà bây giờ lại ngon ngọt, từ khi anh ướt quần áo đến bây giờ, mọi chuyện lại hoàn toàn khác đi. Nhận thấy sự hoài nghi của chức trong ánh mắt, người con gái rút trong ví tiền, hẳn những 10 đồng và đưa cho anh. Chức sáng rực mắt lên. Đây nhá, hẳn 10 đồng, nhà tôi giàu có thế này, chẳng nhẽ lại định quyệt tiền của một kẻ làm thuê làm mướn như anh sao? Thôi, ăn nhanh đi, rồi tôi trả về nơi sản xuất. Cầm được tiền trước mới dám ăn Món canh gà tầm thuốc bắc Cứ ngỡ trong phim mới có Không ngờ bây giờ hắn lại được thưởng thức Chào ơi Sao mà nó ngon Ngon hơn bát mì gạo không mỡ Không hành của chị Đài Chồng bát còn nguyên một cái đùi gà chưa có ăn Hắn vừa gặm Lâu lâu lại tu ứng ngược chai rượu vang Như nước lã vậy Đúng là đời nhà giàu Công nhận sướng thật Hai mẹ con người đàn bà danh giá Cứ nhìn trước ăn uống mà khúc khích cười Mỗi lần những giọt nước đọng lại trên tóc của hắn Cứ chảy xuống thái dương Rồi chảy qua cổ Lọt hẳn xuống ngực Hai người đàn bà lại nuốt nước bọt cái ực Thèm thuồng lắm Chưa có biết đâu nhà họ chả thiếu thứ gì Nhưng cái tình cảm, tình dục Chưa chắc lúc nào cũng đong đầy Và hơn hết không phải gã đàn ông nào Họ nhìn cũng bắt mắt giống như trước Hắn đúng là có số hưởng rồi Ăn xong hắn được cho một điếu xì gà tây thơm lừng Cầm tiền trong tay Hắn chắc chắn cứ nhảy lên xe ô tô Về lại khu ổ chuột Khi trời đã về khuya khoắt Không một bóng người Trên đường đi Thấy cô thiếu nữ cởi mở Chức cũng hỏi thăm đôi chút Nhà cao cửa rộng thế Mà chỉ có người phụ nữ ở thôi à Chẳng hay Ông nhà chết hay bị làm sao Chết đâu mà chết Còn sống nhăn răng ra Nhưng bu tôi bỏ chồng Tôi cũng thế Tôi mới hoàn thành Thủ tục ly hôn ngày hôm qua Sớm nay mới dọn về Ở chung với bu tôi Nghe như vậy trước đào nhanh mắt Về người con gái giàu có Hắn chột giả Nhìn cũng xinh gái sạch sẽ giàu có Trẻ đẹp thế kia Mà lại bỏ chồng Người thành phố Họ có vẻ thoáng quá nhỉ Cô với bu của cô gan quá Thế hai người không sợ thiên hạ Họ nói ra nói vào à Nhớ sau này Ai muốn hỏi cưới Mà biết cô một đời chồng Bu của cô cũng từng bỏ chồng như thế Thì ai mà dám rước cô chứ Màng tiếng chết Người thiếu nữ kia cười vào mặt Của trước giòn dã cay cười như muốn nhổ thẳng vào mặt hắn Một bãi nước bọt khinh thường À nói với trước Trên đời này tôi chỉ sợ không có tiền thôi Chứ chả sợ thiên hạ dị nghị Họ có nuôi sống được tôi ngày nào đâu <laughs> Cái lý lẽ cổ hủ ấy Chỉ có ở nông thôn thôi Chứ thành phố làm gì có Đời chỉ cần có tiền Vùng tiền ra thì lại có thêm một đời chồng Trừ trăm đời chồng Tôi đây cũng kiếm được Trước lặng người nhìn ra ngoài cửa Đêm xuống khiến cho hắn nhớ đến vợ con Mười đồng này ngày mai Hắn gửi hết về cho chị Tết nhất cận kề không có tiền Thì sắm sửa thế nào đây Nghĩ cũng khổ cho chị Đài Nhưng còn may mắn Là lúc này Trước đã tỉnh ngộ rồi Đến khu nhà trọ Cô ả à, cho chức xuống xe Cô lần la hỏi thêm Anh tên là gì Để sau này tôi còn biết mà gọi Anh làm được việc phết đấy Nhất định lần sau có việc gì Tôi sẽ tìm anh Tôi tên là chức khi nào có việc, cô cứ tới đây, ới tôi một tiếng. Thế còn cô, cô tên là gì? Cô gái không nói gì, chỉ có cười thôi. Sau đó rút trong ví ra cây danh thiếp. Khổ, hắn thì làm gì biết chữ mà đưa. Nhưng hắn ta tỏ vẻ gật gù hiểu biết lắm. Tôi tên là Thi. Sao mà cần gì, cứ liên hệ hoặc đến nhà tôi. Nhưng mà người như anh thế này, hiếm có lắm. Mỗi tội, lại làm bốc vác phí lắm cô thi kia cười giọng đều như ma làm rồi bất thình lình vỗ đốt một phát vào hai hòn rái của chức khiến cho hắn nhảy ngược lên như điện giật kêu là oải oái mặt của hắn lúc này tím ngắt lại tưởng như vỡ mất đến nơi hắn ôm bộ hạ nhăn nhó mặt mày càng làm cho thi khoái chí trước khi xuống xe thi còn nói thêm này tôi bỏ chồng thật nhưng mà tôi còn son lắm nếu mà đằng ấy chịu được tôi thì cái gì của tôi cũng là của đằng ấy đấy thì nói xong định ngà đầu tựa vào vai của chức nhưng mà hắn nhanh chân mở cửa xe chạy ra bên ngoài hắn nói vọng vào bảo làm gì thì làm chứ tôi không làm trai bao đâu nhé tôi hứa với vợ tôi rồi nếu có việc gì chính đáng cô hãy gọi cho tôi nói xong hắn cắp đít chạy vào trong nhà thi lườm một cái rõ dài rồi buông theo một câu chửi ừ, Mà cha cái loại Đã nghèo lại còn sĩ Để bà xem Mày giúp vào cái váy đùm khám cú của con vợ bẩn thỉu nhà mày Hay là mày lại đâm đầu vào Cái túi tiền của bà Nói xong thì đánh xe đi Trước vào trong phòng mệt mỏi dã rời Mấy người trong phòng Thấy trước ăn mặc chẳng khác nào chai bao Thì mỉa mai hắn Nhưng hắn không quan tâm Giờ tiền ra ngồi đếm sau đó cất kỹ tiền đi ngủ cả ngày hôm nay hắn mệt quá rồi đánh một giấc ngày mai còn có sức mà làm việc thế rồi hai mẹ con nhà thi trở thành khách quen của hắn hắn có tiền gửi về cho vợ đều đều chị đài cũng vì thế mà biết ăn diện hơn đúng là có đồng tiền vào nhìn chị khác hẳn dù là cuộc sống vất vả lại đẻ thêm hai lứa nhưng mà dáng của chị vẫn gọn gàng bắt mắt bà tư cũng sợ chị không có chồng ở nhà, đâm ra lại thèm nhạt của lạ, nên bà cũng bớt mồm mà không gây sự với chị nữa. bà cũng lo xa lắm chứ chả đùa đâu. bà sợ chị đại ôm tiền bỏ đi thì chết dở. công việc của chức khá là xuôn sẻ, trong khi càng ngày càng ít việc, mọi người hầu như nản trí không có việc thì chức lại làm không xè, và hắn chỉ có đúng một một khách ruột, đó chính là nhà cô thi bỏ chồng. Thì thèm chức như mèo thèm mỡ cứ lải thài thèm cất chó chứ chả đùa khổ nỗi mỗi lần định nói thì hắn lại gắn luôn cái câu đấy vào mồm tôi có vợ rồi tôi không muốn vợ tôi khổ khiến cho thi càng thấy căm ghét chị đài và muốn chiếm hữu chức làm của riêng cho mình thi sống khá là thoáng việc trai gái ăn của lạ là điều bình thường huống chi ả à lại có tiền rủng rỉnh trong túi. Chẳng có thằng nào mà lại không thèm tiền. Chỉ có mỗi hắn khù khờ nhưng lại chưa lung lay. Nhưng mà Thi tin chắc rằng một ngày gần nhất trước phải quỳ lạy van xin Thi ở cùng mới thôi. Thứ gì càng khó lấy thì à ta lại càng muốn chiếm hữu cho bằng được. Sáng sớm hôm nay khi trời còn chưa kịp lên cao trước lại nghe tiếng con gái the thé đập cửa. Anh Trước ơi, dậy đi làm. Em có việc cho anh đây. Thì phải gọi cửa đến 5 lần, thì Trước mới tỉnh. Cả phòng nghe chối tai, thì hằn học. Mày ra mẹ mày đi. Mới sáng sớm, đến nhà. leo nhao, leo nhéo, bực cả mình. Trước lồm ngồm bò dậy. Hắn mặc tạm cái quần gụ có cái dây chuối dài rút rồi bước ra bên ngoài. Vừa mở cửa thấy Thi, trước hỏi ngay. Cô Thi đây à? làm gì đấy hả cô đi làm sớm vậy sao không có việc gì em gọi anh làm gì giờ này trời thì nóng bỏ xử ra anh mặc làm gì mà lắm quần thế này trước nhìn thi cười cười rồi nhanh tay buộc chặt cái dây chuối chứ không khối người lại chảy nước rãi ra thì lại chết dở nhanh chóng ngồi trên xe trước mới nhận ra rằng thi hôm nay mặc cái sườn xám xẻ lên cao quá đùi còn cái tướng ngồi thì banh háng không thể nào chấp nhận được. Trực ngượng chín mặt, chớp mắt vài cái, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đời người làm người tử tế, đúng là khó lắm. Anh Trước ơi, anh có muốn sống một cuộc sống giàu sang không? Có chứ, nhưng tôi chỉ muốn sống sung sướng với vợ con của tôi thôi. Hắn trả lời rất thẳng thừng. Đã thế, hắn còn nói chả thèm nhìn mặt Thi lấy một cái, làm cho ả tức giận nhưng mà à ta vẫn nhẹ nhàng hỏi thêm thế anh hôm nay thấy em mặc thế nào chả ra làm sao cô không giống với vợ tôi vợ tôi ăn mặc kín đáo lắm không cần hở hang nhưng vẫn khối người thèm anh thì tức tối nhưng không nói hết câu à thờ phào một cái lấy bình tĩnh sau đó vẫn tươi cười nhưng trong đầu lại nghĩ rằng để rồi bà xem mày chung thủy với vợ mày được bao lâu? Đến nơi trước sắn tay lên làm việc, thi kéo hắn vào nhà bếp chỉ bào đống bát chưa rửa trên nền nhà dầu mỡ rau cỏ rác rưởi thì văng tứ tung. Trước không hề biết hai mẹ con nhà thi muốn hắn đến nhà nhưng bởi vì nhà quá sạch không có gì để dọn nên đành để đống bát từ ngày hôm qua sàn nhà này cũng do tự hai người vung ra cho thêm phần để trước dọn cho lâu. Trước nhìn thi hỏi. Mẹ con cô làm gì mà ngôi nhà này giống như cái chuồng lợn thế? Hôm qua nhà em có khách, uống quá chén nên không kịp dọn. Mà không dọn được thì lại mướn anh, anh lại có tiền chứ làm sao? Còn đứng đấy mà thắc mắc à? Anh làm việc đi. Trước gật gù, kể ra cũng đúng, nhưng mà hắn chưa thấy nhà ai giàu có mà lại ở bẩn như hai mụ đàn bà này. Trước khi làm, trước không quên mặc cả. Chỗ này tôi lấy hai đồng đấy. Cô thấy sao? Được, anh cứ làm đi. Tí nữa em đưa tiền cho. Thỏa thuận về giá xong, trước mới yên tâm đi làm. Nếu hắn mà khôn lỏi, trả giá 10 đồng thì Thi cũng đồng ý. Miễn là hắn đến đây làm, thì trả bao nhiêu? À, ta chẳng chịu. Ôi, anh trước đến đi à? Cứ làm tốt đi. Tôi thưởng thêm cho. Vâng, con đội ơn bà. Bà Tú tức là mẹ của Thi. thấy trước vẫn gọi bằng bà. Mụ ta mới trao mày. Ôi giời ơi, gớm. Lại gọi tôi bằng bà. Là tôi dỗi đấy. Tôi làm gì bằng tuổi mẹ anh? Mà anh cứ gọi tôi là bà. Đã dặn bao nhiêu lần rồi. Cứ gọi tôi là chị. Tôi thích gọi như thế. Lần nữa mà gọi tôi là bà. Sau này có việc ấy, tôi không gọi anh nữa đâu. Dạ vâng, con đội ơn bà. À, ý... ý con là đội ơn chị. Nhìn điệu bộ rụt rè của chức, eo ơi tại sao mà đáng yêu đến như vậy? Hai mũ mắt sáng rực lên, nhưng lại lo sợ chức, nên lại vội vàng dắt nhau lên phòng. Lần nào cũng thế, cứ thi mà trả hai đồng, thì bà Tú cũng trả thêm cho hắn một đồng, gọi là tiền tiếp. Vẫn biết là hai mẹ con này hám trai Cơ mà cũng phải do hắn Hắn không đồng ý Thì đứa nào mà dám cởi áo hắn chứ Với lại trong đầu của trước luôn biết rằng Công việc ở nhà bà Tú này Thực sự là hời Hắn không muốn bỏ đi một chút nào Đang loay hoài rửa bát Thì có tiếng hai mẹ con thi cãi nhau Máu nhiều chuyện nổi lên Trước dừng lại và lắng nghe Con ngu nhà mày Bây giờ mày về đây báo hại tao à? Không có tiền, lấy cái gì mà ăn? Mày về bên thằng đấy. <laughs> Bây giờ mày bỏ chồng, không nghề ngẫm cái gì. Hắn phải chia cho mày một nửa gia tài chứ. Bù nói thì dễ, nhưng mà chắc gì ông ấy đã cho. Nghe thi hàn học, mộ tú đi lại suy nghĩ. Về sau như phát kiến ra điều gì, mụ thù thì vào tai của thi. Nghe xong cô ta mặt tái mét, hét toáng lên. Con không làm như thế được đâu Bu Như thế là giết người Người ta mà biết là con đi tù mọt công Chứ chả đùa đâu Mụ Tú nghe con kêu lên Thì vào vào mồm Thi một cái Bịt mồm của Thi lại Mày kêu kêu cái gì Mày kêu để cả làng cả tổng người ta biết à Mày nghe tao Loại này tao có mối Cái này cho vào thức ăn Như mì chính ấy Chết từ từ Sẽ không ra bệnh gì đâu Mày mà không nhanh Thầy mày cưới vợ khác thì mày, mày không có một cách. Trước nghe đến đây mà dã rời tay chân, đầu gối lao vào nhau chan chát. Họ định giết người cướp của ư. Không phải chứ, sao mà liều thế? Chắc ngủ muội mất khôn thôi, chứ ai mà dám. Tìm trước cứ nhảy lên đành đách, muốn tọt tõm xuống thau nước rửa. Cái đĩa trên tay bất ngờ rơi xuống nhà, vỡ choang, càng khiến cho hắn thêm hoảng sợ. Đây là đâu? Trước làm ở đây Liệu rằng có bị chết oan hay không Thấy tiếng động Hai mẹ con thi xuống dưới Giờ đây mặt của hắn Chẳng còn một giọt máu Hắn ngồi thụp xuống dưới Nhặt mảnh bát vỡ Thi ngồi bên phụ giúp Mụ tú biết Trước nghe cuộc điện thoại vừa rồi Nên liền cười ha hả ngay Sử bố nhà anh Khiếp Thanh điên gì Nghe mấy câu tập kịch Mà vãi đái ra cả thế Chán chết Nói rồi mụ tú bỏ một đống sách vở sau lưng, kể với chức rằng đây là kịch bản. Hai mẹ con Thi đang tập luyện để diễn sân khấu kịch vào ngày mai. Chức giả vờ nhìn nhìn, chứ hắn làm gì biết chữ. Nhưng thấy nói đóng phim, hắn cũng yên tâm. Ôi giời ơi, khiếp. Tôi xin hai bà. Hai bà đóng quá chuẩn rồi, đóng như thật. Làm tôi sợ chết khiếp. Giọng run dày hắn nói, nhưng quần thì đã ướt nhẹp ra từ khi nào. Vãi đái là có thật. trước chả biết giấu mặt vào đâu. Hai mẹ con nhà thi, được mẹ cười vỡ bụng. Dọn dẹp xong xuôi. trước xin tiền đi về. Mụ tú dúi cho hắn tiền, sau đó niềm nở nói ngay. Tiền của anh đây. Sau này anh đến đây làm. Mà có thấy hai mẹ con tôi cãi nhau, thì đừng có để ý. Chúng tôi hay tập diễn. À, nhắc trước, để anh không hiểu lầm không lấy nghĩ rằng mẹ con nhà tôi ác. Trước nhận tiền rồi cho vào vành quần, cũng không còn lo lắng như ban nãy. Hắn thật thà nói ngay. Tôi biết rồi, tại lúc nãy tôi chưa biết nên tôi sợ. Không sao đâu, sau này quen, tôi không để ý đến nữa. Thế rồi hắn lại được thi đánh xe con về khu nhà, trên đường trước suy nghĩ. Chắc bù con nhà này diễn kịch thật, nghe bảo thành phố có điện, thì sẽ có vô tuyến đợt nhà còn giàu thằng bạn mình cũng mở cho mình xem đấy thôi người ta diễn khác gì thật đâu đàn bà con gái yếu vọt ra đến cái nhà còn không lau được thì giết người thế đếch nào được kể ra cái nghề đấy mới kiếm được bội tiền mà có nhiều tiền thì lại mới mướn được mình về để làm việc nãy đái ra quần bây giờ còn chưa khô mất mặt quá Nghĩ đến đây hắn xấu hổ lấy te che mặt. Anh trước này, hay là anh dọn về nhà em ở luôn đi. Nhà toàn đàn bà con gái. Em sợ lắm. Thì nói xong thì đặt tay lên đùi của hắn. Chả biết à ta vô tình hay là cố ý cứ đặt sâu mãi vào trong. Còn lấy ngón tay bông búng cái cổ củ quý của chức. Chức bỏ tay của Thi ra. Hắn cũng chả muốn mất mối khách nên trả lời ngay ờ à, tôi ở nhà trọ có anh em đồng vui hơn ở luộm thuộm quen rồi sang bên đấy giàu có quá tôi không quen <laughs> gớm anh sợ em hiếp anh à em có tiền đá thằng nào trả được chẳng qua em thấy anh hiền lành thật thà không như mấy gã nhà quê thèm tiền bạc kia nên em thông cảm cho anh lắm anh ở nhà em làm việc lặt vặt em đỡ phải đi lại đón mất thời gian anh ở đấy sống chả nhẽ không mất tiền à thế thì chẳng phải không muốn vợ mình phải khổ sao anh cứ sang nhà em đi bớt luôn cả cái tiền thuê trọ ấy lại thêm được một khoản không hay à này nhá em với mẹ em ấy thì hay đi ra ngoài cơm thì toàn ăn nhà hàng còn bao nhiêu đồ ăn thì thừa phung phí hôm trước em cho lão hàng xóm cả mấy con tôm hùm về mấy chai rượu tây đất tiền đấy Anh về đảm bảo Anh chả cần phải lo nghĩ gì Có em lo hết cả rồi Hắn nghe xong cũng bùi tai lắm Nhất là đến cái đoạn thức ăn ngon lành Mà lại bỏ phí Lâu lắm rồi Hắn không được ăn đồ ngon Hắn thèm mùi bào ngư hấp Thèm con tôm hùm to đại Thèm cả mấy chai rượu Pháp Rượu thổ nhĩ kỳ Mà hắn đã từng nếm thử Tự nhiên mùi rượu thơm thơm nồng nồng Huyền ảo Sọc vào mũi của hắn cay cay Hắn mường tượng ra một bàn toàn là sơn hào hải vị Bày đầy ra trước mặt Đúng là muốn chinh phục được tình cảm của đàn ông Lúc nào cũng đi qua đường dạ dày thì phải Thấy trước giò dự Thì lại tiếp tục Thổi vào tai của hắn mấy lời có cánh Anh thấy có ai được như anh đâu Sướng được như anh chưa có cơ hội mà chả biết đường hưởng Thì thôi đấy Em chả nói nữa Nếu em hỏi mấy lão hỗ trợ Chắc chắn chúng nó sẽ nhao nhao lên Mà đòi đi đấy Thôi thôi tôi biết rồi Để cho tôi suy nghĩ thêm Nói xong Thì cũng vừa đến dãy trò Trước nhảy tót xuống xe Thì biết trước dãy đổ lắm rồi Cơ mà à ta không muốn lấy tiền ra dụ Lại mất ngon về phòng nằm chốc lát nghỉ ngơi. trước nghĩ đến câu đề nghị của thi, nói thật, ở cùng với cô à này thì không lo không nghĩ gì, chỉ sợ hai mẹ con nhà đấy nổi tính dâm loạn thì trước có mà xong. Về cơ bản, chú cũng đá gái nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn hàn gắn với vợ lại nhận được lời mời đề nghị như thế này. Nếu thi so với mụ Huệ bán thịt thì à ta thơm ngon hơn nhiều. Mỗi tội là mỗi lần nghĩ đến đài Hắn lại không đành Chiều nay bỗng nhiên có cơn mưa to Nên cũng ít việc Cả đám ngồi tụ tập trong xóm trọ Làm chén rượu nhạt cho đỡ buồn Trước nhớ ra ngày mai Hắn sẽ đi lên biêu điện Để gửi tiền về cho vợ Lại lâu ngày không biết ở nhà tình hình thế nào Trước bèn nhờ thằng cùng buồn Viết thư về Gửi cho vợ vài câu Tính thằng cùng phòng Thì lại xến Viết toàn yêu thương bay bổng Trong thư chứ có nhắc đến chuyện Hắn được người ta cho ở nhờ Hỏi ý kiến của vợ xem thế nào Lần đầu tiên hắn viết thư về cho vợ Nên tim cũng đập ghê lắm Không biết vợ hắn có cười hắn không Đúng như trước dự đoán Chị Đài nhận được thư của hắn thì cười như một con rồ chỉ bị môi lầm bầm Gửi vợ thương nhớ Đúng là nói phép Biết chữ đách đầu mà ghi chắc lại nhờ người khác viết chứ gì bu ơi bu thầy viết cái gì đấy ạ à? sao bu đọc mà cứ cười mãi thế ạ à? thằng cò suốt ruột thúc giục mẹ chả mấy khi mới nhận được thư của thầy nó nên nó cũng hóng hớt lắm hai đứa ngồi xồm bên cạnh để nghe ngóng bu chị đài cười sau đó nói với con thầy bảo thầy cố gắng để sau này mua quần áo mới cho cò cho hĩnh đi học đấy Ngày xong chúng nó cười mỉm. Chị Đài biết chúng nó ao ước ngày đấy lắm. Nhận được tiền cùng với lá thư tay của chồng. Chị quý, chị gấp cẩn thận, sau đó cho vào trong túi áo. Tối hôm đấy chị không thể nào ngủ được. Cuối cùng trời cũng có mắt, mà thương mẹ con chị để chức thay đổi thật sự. Đài, 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 mày ngủ chưa? Tao có việc cần nói. Có gì để mai đi bu, con chốt cửa rồi ạ. À? Tiếng đập cửa của bà Tư vẫn rồn rập, buộc lòng chị phải thức dậy mở cửa. Thấy bản mặt của chị, bà hỏi ngay. Thế tiền thằng trước nó gửi về đâu? Mày cũng xấu thói nhỉ? Cứ im ỉm mà ăn một mình à? Hóa ra bà tìm chị lúc khuya chỉ vì tiền trước gửi về. Chị nói với bà. Nhà con quả thực có gửi tiền về. Nhưng mà bu thấy đấy, thằng cò nó sắp đi học rồi, chỉ còn có vài tháng. Thầy nó cũng nói là tiền này là tiền chất chiêu để cho cháu nó. Ừ, mày thì giỏi rồi. Lúc nào mày cũng nói là lo cho con. Chỉ được cái mồm thôi. Thằng trước thế nào, chẳng nhẽ tao lại không biết. Lúc trước khi đi, nó dặn gì với mày? Nó bảo mày ở nhà phải chăm sóc hai cái thân già này. Mày không quên đấy chứ. đây vậy mà bây giờ có tí tiền. Mày lại định ăn một mình. Bà bắt đầu gào mồm lên rằng chị ăn hết phần bà, lấy con ra để che chắn, chứ thật sự là chị ăn hết chỗ tiền mà trước gửi về. Đêm hôm giọng của bà vang lên trong đêm khuya, rõ một một và the thế. Cuối cùng, chị đành phải đưa tiền cho bà. Lần này chị rõ ràng, chị mang cả bức thư ấy ra, chia cho bu chồng chị xem và nói ngay. Đây nhá, nhà con mang về tổng cộng là 18 đồng. Bây giờ con đưa 10 đồng cho bu, sau này cứ hễ nhà con mang về Con sẽ đưa cho Bu một nửa Về nhà mà Bu có ốm đau Thì Bu lấy cái tiền đấy ra mà chi Con sẽ không bao giờ bỏ tiền ra nữa Giật lấy sắp tiền trên tay của chị Bà lườm nguyết Không phải dọa Tao còn khỏe lắm Mày đừng có chủ ẻo tao Mày cứ sòng phẳng thế này Cho đỡ mất lòng mà lại chửi nhau Tao cũng không thích Mày nói điêu điêu vừa vừa thôi Thằng trước nó có biết chữ đách đâu mà thư viết trả từ nhà con viết thật đấy Bù xem con quen ai mà gửi chứ nói xong một hồi nhận được tiền bà ta cũng bỏ đi chị đài thở dài ngao ngán <laughs> đúng là bù với trả bù chỉ có đục với khoét thì có đêm hôm đấy chị lại chả ngủ được chị ra cầu ao ngoài cổng ngồi gió đồng phà vào người mát rượi làm chị nhớ chồng khôn nguôi Chắc là hắn ở trên tỉnh Làm việc khổ sở vất vả lắm Chị nghĩ mà rơm rớm nước mắt thương chồng Không vì chồng hối cải Thì chị trả đời nào ở chung với ông bà Tư làm gì cho khổ Ở riêng cho nó lành Nói thì nói thế thôi Chứ chị đưa chục đồng Mai lại hết bây giờ Lấy đâu mà ông bà biết tiết kiệm để dưỡng già Trong từ điển của hai người họ Làm gì có chữ nào là tiết kiệm đâu Đài có phải đài đấy không? Tiếng thì thầm gọi nhỏ tên của chị làm cho chị giật mình. Chị lắng tai nghe. Chị đánh tiếng. Ai? Ai đấy ạ? À? Chị hốt hoảng nhìn tứ phía nhưng chẳng có ai vội vàng đứng dậy. Màn đêm che phủ không thấy một bóng người. Mà có chắc chị không thể nào nhận ra được bởi vì đã có vầng trăng khuyết le lói trên kia. Có lẽ là chị nghe nhầm. Chị trao mày một hồi, sau đó đang tính quay vào nhà. Nhưng từ dưới ao, một bàn tay lạnh toát túm lấy chân của chị lôi xuống. Lồi mạnh đến nỗi, chị khụy chân xuống nước, ướt cả cái váy đụp mà chị hay ngủ. Chị sợ lắm, nhưng chị sẽ không bao giờ kêu lên bởi vì chị biết thầy bu chức mà thấy thì cũng chẳng bao giờ ra cứu chị. Ngược lại chị mà chết, hai người lại thêm được dăm đồng bạc lẻ, tiền phúng viếng, khi cái tay mà khốn nạn đang kéo chân của chị, nó sờ đến tận đùi của chị, nó sờ soạn cái đùi trắng như trứng gà bóc nõn của chị. Không hiểu nó còn sờ đến đâu của chị Đài. Chị bình tĩnh, nhưng mặt lúc này chẳng còn một giọt máu. Chị khó chịu dứt khoát. Người hay ma phương nào mà kéo chân của tôi? Tôi đắc tội gì? Không, Đài chẳng đắc tội gì với tôi. Chỉ vì tôi yêu Đài, tôi nhớ Đài. Như cả cái đùi trắng nõn nà chiều nay rửa chân trên đê Tôi đều nhớ hết Chị cố nghĩ xem giọng này là giọng của ai mà quen quá thể Rõ ràng là người mà là người quen mà Khi biết không phải là ma Chị quay người lại Dồn hết sức như bị động Rồi bất thình lình Chị đài cầm tay kéo cả cái thằng dưới ao lên Khi cả người lên khỏi mặt nước Chị nhèo nhèo con mắt nhìn xem là thằng nào Mà lại oái âm quá thể Đêm hôm không ngủ mà còn dám trêu chị. Vì trăng khuất càng khiến cảnh vật chỉ còn nhìn được mỗi bóng đen. Thằng này là thằng nào nhỉ? Trên đầu còn có cái đèn pin thời Pháp. Chắc hẳn là một tay thằng này đi bắt ốc hay là soi ếch đây. Mà cũng có thể nó đi dình mỗi chị. Nhân lúc chị không để ý lên nhảy xuống ao định hù chị chứ gì. Nhưng mà chị làm sao mà biết được. Mày là thằng nào? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ Mày nhảy xuống ao làm cái gì Thì Đài cứ đoán đi Tôi mà Đài không nhớ Là tôi dỗi đấy Hơi, Dỗi thì kể mẹ mày Tao lại sợ quá Chị định bước đi Thì hắn lôi chị lại Trách móc chị Ôi dạo Đài chán thế Đùa tí mà Mày thấy mày đùa có vui không Xem tao có cười được không Rõ ràng là cái thằng thần kinh Chị định đi, hắn lại cầm tay của chị, hình như chị sờ thấy cái gì đó. Chị quay lại, hóa ra thằng này nó có đeo lắc tay, cái lắc tay chả biết vàng thật hay vàng giả. Có lẽ bây giờ chị biết là thằng khỉ gió nào rồi. Nó là thằng Thìn, con lão trưởng thôn đây mà. Thằng cha nó đợt không có dũng, đúng là con bé nhà chị chả bị trôn sống à. Chị không để bộ thù hẳn cả họ nhà nó thì thôi, mà nó còn dám trêu gẹo chị. À, hóa ra là mày à. Thiên hạ đồn mày mới cưới con vợ thứ tư, được dăm ngày. Sao không ở nhà mà hưởng đi? Mày nhảy xuống ao mà ăn cất à? Sao đài lại nặng lời với tôi thế? Tôi phải đi bộ từ nhà đến đây, mỏi nhừa cả chân. Chẳng nhẽ đài không thương tôi. Cái thằng trước bây giờ nó nghèo kiết xác, lại còn đi làm xa. Cái thói chằng hòa của nó đài cũng biết rõ hơn cả. Thế chả nhẽ, đêm đài nằm ngủ Ừ, đài không thấy trống vắng cô đơn sao Đài ơi Từ khi gặp Đài Thìn đã mến Đài lắm rồi Cũng biết Đài có chồng Nhưng mà Thìn không ngăn được tình cảm của mình Đêm nào Thìn Cũng phải đi bộ Từ nhà sang đây Để được ngắm Đài đấy Đài biết không Đến cái quần xi lip Đài mặc màu gì Thìn còn biết đấy Bỗng nghe tiếng bốp Chị Đài và thằng Thìn một cái hộc máu mồm Đúng là dòng máu nhà nó đè ra một lũ khốn nạn. Chị rằng tay nó ra, chị cáo gắt. Thường thường cái mả bố nhà mày, con của tao ấy, suýt nữa thì chết, cũng nhờ ơn thằng bố của mày đấy. Cũng mày số tao có phúc trời thương, chứ không cả nhà mày, đừng có hỏng mà sống yên ổn với bà. Tính ra mày còn ít hơn bà đây mấy tuổi, mày định đòi chơi đồ cổ à? Xin lỗi, bà đây không có nhu cầu. Chồng bà không có nhà, bà tha ở vậy, chưa đách thèm chung trạ chồng con khác nhá. Châu bò đến mùa mới phối giống Cái ngữ mày Đúng là hơn cả châu bò Chị Toàn đi Nó lại kéo chị lại Nó hôn lấy hôn đề vào cổ của chị Nó biết chị sẽ không dám kêu lên Mặt mũi của nó có thể không quan trọng Nhưng còn chị Thiên hạ sẽ nghĩ gì đây Thằng Thìn nó khỏe gấp đôi chị Nó lôi chị vào đống rơm gần bờ tường Nó đè chị ra rồi đình cởi cái váy đục của chị bầu trời tối đen như mực chị không kêu được chị ức đến chảy nước mắt chị vùng vẫy chị muốn gào lên nhưng đã bị thằng thìn khốn nạn ấy bịt mồm nó xe váy của chị nó cao cấu nó cắn chị chảy cả máu vẫn biết rằng cũng chẳng phải còn trinh nhưng mà trao thân cho cái thằng bất dịch này chị thấy không đáng tí nào với lại chị là người chứ có phải là con vật đâu Thằng thìn này đúng là có máu dầm dề Đã lấy bốn con vợ Nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn Trong khi chị vẫn giữ khư khư cái váy rách Cùng với sợi dây yếm Thì thằng thìn Nó lại lên tiếng hứa hẹn Cho tôi đi đài ơi Tôi hứa với mình Ngay ngày mai tôi bảo ông bà Mang chầu cao sang đây hỏi cưới đài Chỉ cần đài ngoan Thứ gì tôi cũng cho Chị tin thấy đếch nào được Mấy cái lời tựa như kịch bàn Của mấy gã đê hèn Đứa nào cũng hứa với trả hẹn Cuối cùng thì chật lấc Phải như mấy đứa con gái mới lớn ấy, Nghèo khổ Nghe mấy lời này Thì còn có cơ hội siêu lòng Chứ như chị Đài Từng trải quá nhiều rồi Lại có thêm thằng chồng ngu Thì làm sao mà nghe theo được Với lại chị lấy thằng chồng chị Cũng coi như trượt vào bãi cứt trâu Chị đầu con ngu Mà va phải những thằng cổ hủ lạc hậu như thế này. Thìn vẫn không ngớt mồm, ngọt ngào van xin. Hơn hết nó muốn chị tự nguyện, chứ hãm hiếp mà chị cứ dãy đành đạch thế này, thì mất hết cả hứng. Sau một hồi, thấy chị vẫn ngang ngược, nó vùng tay lên tát chị. Hai tay của đài bật ngửa ra đất, được đà, nó cứ vậy mà lần cởi yếm. Chị đài sờ khắp mặt đất, xem có cái gì để kháng cự được hắn không. Nhưng mà bất trong lúc tình thế đẩy chị vào đường cùng nhưng mà trí óc của chị rất tỉnh táo chị không bất lực đầu của chị vẫn liên tục nảy số để hòng thoát khỏi bàn tay của hắn chị đang tính sẽ vờ những nắm rơm dài sau đó để làm dây xiết cổ của hắn một cọng thì yếu chưa vài chục cọng cũng khiến cho hắn nghẹt thở như chơi nhưng mà không chị tìm thấy một thứ còn hay hơn cả rơm già khi chị lấy tay của rơm Chị vờ chúng một miếng mảnh chai To bằng ba đầu ngón tay sắc nhọn Chị nắm chặt Thả lòng người như chịu thua Thìn cứ tưởng rằng Chị đã chịu bằng lòng Mà ngoan ngoãn Thì lại lên tiếng động viên Thế có phải yêu không chứ lệ Để tôi thả vài con nòng nọc vào người đài nhá Rồi đài sinh cho tôi Cả chục đứa Khiếp người gì đâu Mà đẻ đái xong Mặn mà chết đi được Đẻ cái mà bố nhà mày Bà đặt vòng rồi Đẻ đẻ lên đầu mày ấy. Chị nói xong Nhân lúc hắn không đề phòng Chị đạp hắn ngã ngửa ra sau Chưa hà lòng Chị đè hắn xuống Cầm miếng mảnh chai ban nãy Kéo xẹt một đường Con chim non lia khỏi cổ Không cần nói cũng biết Hắn đau đớn đến cỡ nào Hắn ôm lấy bộ hạ Rồi gào lên Nhưng mà chị đài đã kịp cho nắm dơm vào mồm hắn Trước khi hắn bỏ chạy Chị cắt mạnh đến nỗi Máu phun lên cả mặt của chị Chị cầm miếng mảnh chai Cùng cái củ quý đứt lìa Ném thẳng xuống ao Sau đó vào nhà đóng cửa Và ngủ ngon lành Sáng sớm mai Khi nhà chị còn chưa có ai dậy Thì đã có tiếng léo nhéo Tiếng chân chạy rầm rầm bên ngoài Người ta réo tên của chị không ngớt Ông Tư bà Tư cũng cào nhào Gọi cái gì mà khiếp thế Mới sáng ra Ông bà Tư mở cửa Thì thấy một đám người Nhà lão trưởng thôn đến Mấy thằng trai trẻ cầm cờ gậy Sao? Đến đây đòi xử đẹp chị Đài Con Đài đâu? Ông bà gọi nó ra đây Hay là nó trốn rồi Còn đĩ này, láo thật Phen này, ông phải làm cho mày đi tù Khi ông bà Tư còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào Đang còn ngơ ngác Thì chị Đài mở cửa buồng ra Tay bế con đồng đành lên tiếng Ai gọi gì con đài đấy Con đài làm gì mà phải trốn Ui giời Hóa ra là ông trưởng thôn đấy à Ông lại đi tìm người cúng tế à Tôi không hiểu tại sao Ông lại ra trại nhanh thế nhỉ Mà vẫn được làm bầu trưởng thôn à Không biết có phải Cái làng này nó bị mù rồi không Lão già ấy trợn ngược mắt lên nhìn chị Hắn hừ một tiếng Sau đó quát to Con đĩ này Mày còn da mô mà Mày dám cắt của quý ở con trai ông Hại nó nửa nạc nửa mỡ bây giờ Mà mày, mà mày còn chối Lão ta càng tức giận Chị lại càng bình tĩnh Chị cười khẩy Kéo cái áo mỏng lên Để che đôi vai trần của mình Ông nói cái gì mà nghe lạ thế Con trai của ông mất của quý Liên quan đếch gì tới tôi Chắc là nhà ông ăn ở có phúc quá Thằng thìn đi đái Bị lợn sơi mất chứ gì định đổ an cho tôi chắc đừng có mà mơ chị đài đúng là không vừa gào mồm lên cãi lão già kia định đánh chị thì chị lại vênh cái mặt lên để rồi xem giữa bàn dân thiên hạ lão có dám đánh chị không chị lại đào mà cha mà bố nó lên bây giờ con đài kia mày dám cắt của ông bây giờ mày còn cãi à người đâu bắt lấy con đĩ này cho tao Thằng Thìn đứng mãi ngoài kia Sau đám người đông nghẹt Nghe thấy chị không nhận tội Bèn gào mồm lên mà ra lệnh Chị Đài vẫn bình chân như vậy Chị đến chỗ thằng Thìn Nhìn cổ quý của hắn đã được khâu lại Đang dớm máu ra ngoài quần Chị cười đùa nói với hắn Ôi giời ơi Tội thế Có mỗi khẩu súng lục Mà bị người ta bè mất thì phí nhở Bốn bà vợ Mày định để cho ai Rõ khổ Chị vừa nói chị lấy tay vỗ thẳng vào chỗ ấy của thằng Thìn Khiến cho nó nhảy ngược lên Bây giờ dân làng kéo đến sân nhà chị Còn đông hơn mấy lần Mà bu con chị mỗi lần cãi nhau Ông bà Tư thấy xấu hổ Liền chạy ra khuyên nhủ chị đài Mày làm cái gì thế hả à? Chẳng nhẽ chồng không có nhà Mày định tằng tiệu với nó Để bây giờ người ta bôi cho chắc chấu vào mặt tao Tao sẽ nói với thằng chức bỏ mày Bây giờ mày tự đi mà giải quyết kìa bu con không làm con nhận tội thế nào được nhà chúng nó cứ nghĩ rằng ai cũng khốn nạn như nhà nó hay sao ấy chị khăng khăng chối tội không nhận thằng thìn lúc này nhìn chị căm phẫn không mày thì còn ai tối qua mày ngồi ở cầu ao mày mày cắt mất của tao máu của tao đang còn đọng ở đống rơm mày còn định cãi à mày không thoát được tội đâu cái còn nĩ này Ơ ừ, hai, mày nói cái gì nghe lạ thế? Mày không làm gì tao, thì tao cắt thế nào được? Bà đêm hôm, mày lọ mọ sang đây làm gì? Định rình mà thịt con nhà người ta à? Bốn vợ rồi, không đủ mồm mày à? Mày bị cắt mất ý cũng đáng, vài giọt máu dính ở đống rơm, thì nói lên điều gì? Chả có điều gì, không có chứng cứ. Mày vào đây mà bắt ai? Này nhá, Mày đừng để tao gọi người nhà trên tỉnh Như đợt trước con hĩn Lúc đấy Mày không yên với tao đâu Đạo trưởng thôn nghe chị dọa cũng sợ Hôm ấy mà không nhét tiền vào ấy thì Lão ngồi tù bốc lịch còn dài Thằng thìn định gần cổ lên cãi Thì liền bị thầy nó giật áo ra lệnh im lặng Nuốt nước bọt cái ực Lão chỉ vào mặt của chị Mày nhớ lấy mặt của tao Rồi cũng có ngày Tao sẽ bắt mày Chị bĩu um môi cười một cái. Đám dân thấy chị chửi hay quá, liền vỗ tay tán thường. Thằng thì nó đắc tội với cả cái làng này, đàn bà con gái có tí sắc, là thế nào nó cũng dòm ngó. Lần này mất cái cuộc quý, chắc là chả còn cảm xúc đâu, mà đi bừa bãi. Trước khi đi, chị ra động viên thìn vài câu. Thôi, của đi thay người, cố mà ăn ở cho tốt vào. Bảo vợ mua nhiều đồ bổ Bà tầm bổ nhá Ông trời thương Lại cho mọc ra cây mới Mày cứ tin tao đi Chứ mày mà còn ăn ở bẩn thỉu Thì cứ thò ra cái gì là thiên hạ nó lại chặt cái đấy đi Tao không đùa đâu Mày cứ liệu hồn đấy Thế rồi cả đám người kéo nhau đi Chị cũng thở phào Chính chị cũng sợ chứ chả đùa Nếu mà chúng nó bắt thật Chị chả dám nhờ đến Dũng Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại triệt được một tháng cũng đỡ tác oai tác quái, đàn bà con gái cũng an toàn biết bao. Chị đài có lẽ là người đàn bà có nhiều biệt danh nhất cái làng này. Từ hồi chị giải phóng cho người đàn bà kết tội cạo đầu bôi vôi, thì người ta thay nhau nói rằng chị là người đàn bà ngoại tình. Còn cho vụ huệ lợn mượn chồng thì gọi chị là gắn mắc bán chồng. Từ khi chồng chị thay đổi, lòng của chị lại nhẹ nhàng biết bao. Chị cũng không hay yếu đuối mà khóc lóc vài buổi đêm như trước. Chị mạnh mẽ, mạnh mẽ để làm kiếm tiền và còn nuôi con. Bà Tư từ khi cả làng kéo đến, nói chị Đài cắt của quý, bà đâm ra ghét chị hơn. Bà đá thúng đụng nia suốt ngày, bà nói bóng nói gió rằng chị rằng là không có lửa làm sao có khói. Chị cũng trả vừa, chị nói ngay. Còn có phải như bu đâu, chắc bu mà bị thằng thìn nó hiếp thì bố chỉ dạng chân ra mà hưởng thụ thôi. ừ, thì con là người cắt đấy. bố đi mà báo chính quyền. chị nói trắng phớ cho bà điên tiết chơi. bố thì làm gì có gan mà đi báo. chị mà đi thì lấy ai mà làm? nhưng bà muốn trả đũa chị một vố thật đau để cho chị chừa cái thói. bà vẫn nghĩ rằng trước đi làm trên thành phố kiếm được nhiều tiền nên chị cũng chẳng dại mà bỏ hắn. bà tư chỉ đúng một nửa thôi. chị không muốn bỏ hắn bởi vì bây giờ hắn biết nghĩ cho chị chứ không phải vì tiền chị đi làm cũng đủ ăn đủ nuôi con chứ chẳng đến nỗi nhưng vì suy nghĩ của bà tư chỉ có đến đó nên bà vẫn cho rằng là chị đang ăn bám chồng và có ý định trả thù chị buổi trưa không kịp ăn hai ông bà viện cớ đi lên huyện khám bệnh đau lưng nhưng thực chất là đi ăn tiệm tiện thể gọi điện cho chức nói xấu chị Thầy trước bắt máy Bà Tư lúc này lên tiếng nói ngay Con ơi là con Con đi làm chi xa xôi Để vợ con nó ở nhà Nó đĩ thỏa Có đồng tiền không biết trên biết dưới Ngày hôm qua Nó ăn nằm với thằng con nhà trưởng thôn Không biết xảy ra cơ sự gì Con đài nó cắt phăng cái đấy của thằng kia Sáng nay cả nhà nó sang đây bắt đền Bù xấu hổ quá Bù sống trên đời ngần này tuổi đầu mà để bản dân thiên hạ người ta lôi ra người ta chửi bu Ôi giời ơi, Bù chỉ muốn chết quách đi, cho yên chuyện. Trực nghe Bù kể, thì như bị tụt huyết áp vậy. Nhưng mà hắn vẫn lên tiếng bao che. Chắc là Bù hiểu nhầm gì rồi. Chứ đài, nó làm sao mà dám? Con sống với nó bao lâu này, chẳng nhẽ cái tính cục cằn ấy, con lại không hiểu à? Bà Từ nghe xong nhưng vẫn gào mồm lên và nói trước. Ôi giời, mày còn bảo vệ con đĩ đấy à? Mày gửi tiền về, nó giữ hết. Bây giờ, nó phá phách lắm. Bù xiền tiền nó đi chữa bệnh, mà nó còn quăng tiền xuống đất. Bắt bù nhặt đây này. Mày không về mà xem. Chẳng nhẽ, bù lại nói điêu cho nó. Bà Tư cứ gào ầm lên và khóc lóc. Trước hụt hẫng như kiểu tụt huyết áp vậy. Hắn suy sụp thật. Lúc nghèo khó hắn tin chị là người đàng hoàng Nhưng lúc có tiền hắn không dám chắc Biết đâu chị cũng giống như hắn ngày xưa Có tiền rồi Đâm ra chơi bời lãng phí Được bà Tư tiếp tục tiêm nhiễm vào đầu Về những thói xấu của vợ Cuối cùng bà nói với hắn Thôi con à Ngày xưa con ăn chơi Thì bu không dám bảo Nhưng bây giờ con trí thú làm ăn Có đồng tiền vào Nó lại khác Nghe bu Con bỏ quách con đĩ đấy đi Có tiền bu cưới vợ khác cho mày từ nay về sau Đừng đưa tiền cho nó Nó lại đi suốt đêm Mày cứ đưa đây cho bố giữ cho bù lo cho hai đứa cháu Nhá Bà nói xong thì chức không nói năng gì Hắn tin lời bố hắn là thật Chức ngồi thụp xuống ghế và thở dài Hắn đang thất vọng về chị lắm Cứ tưởng rằng hắn thay đổi Là chị sẽ mừng Nhưng không Chị lại không giữ lời hứa Bà Tư cúp máy, sau đó cười như điên. Ông Tư ngồi bên cạnh thấy thế, thì trách bà. Sao bà nói nó quá đáng thế? Nó bắt bà nhặt tiền, rồi nó đi trai lúc nào? Này nhá, bà ghét nó, thì nói xấu nó dăm ba câu thôi. Chứ đặt điều như bà, con cái nó bỏ nhau. Lúc đấy bà hà lòng hà dạ. Quá muộn màng rồi. Tôi đang muốn như thế đây. Làm sao? Đến đâu cũng muốn banh con rời đánh đi à? Mỗi lần nó chửi tôi Ông có thấy vui không Không có tiền còn sợ không có vợ à Chưa có tiền rồi Sợ đách gì bố con thằng nào Thằng trước ấy Nó bỏ quách đi cho nhà Tôi cũng sướng cái thân Thấy bà Tư nói như vậy Ông Tư chỉ còn biết thở dài Bình thường chị Đài ăn nói đúng là hơi cục xúc thật Nhưng không đến nỗi nào Bây giờ Vì mấy câu nói của bà Tư Mà hai vợ chồng bỏ nhau Thì ông cảm thấy dày dứt Ông nói với bà thế lỡ sau này thằng trước nó biết bà vô oan cho cái đài thì nó hận bà đến chết ôi già ơi biết thế đách nào được lúc biết đi, thì chúng nó bỏ nhau xong rồi trách tôi tôi lại vả cho gãy răng ai bảo nó hạch sách tôi trước ỉ mình có tiền mà thôi đi ăn cái gì đi tôi đói quá rồi nói xong bà tư lôi ông đi ăn quán chả suy nghĩ gì đến con cháu ở nhà vẫn bữa cơm ấy nhưng chỉ có đĩa rau cùng với hai con cá khô trực nghe bố hắn kể xong thì buồn não ruột hắn chả thèm đi làm nữa chui vào trong phòng nằm thù lù một đống mua một chai rượu về để uống hắn thấy sự thay đổi sự hy sinh của mình không được công nhận đâm ra hắn cáu gắt mẹ nhà nó trong khi tao đi làm vất vả tiết kiệm chẳng dám ăn vợ con ở nhà chỉ biết phá hoại là giỏi thế thì ông mày đây Đách làm gì nữa Cô với chả gắng Hắn đập chai rượu xuống nền đất vỡ choang Cứ tưởng rằng Chị luôn trông chờ vào ngày trước thay đổi Và rồi chị cũng đổi thay Nhiều khi cái máu dâm dê của hắn trỗi dậy Nhưng mà hắn kìm lòng Hắn nghĩ về chị Để cái nhu cầu tầm thường đó tan biến Hắn bắt đầu biết nghĩ cho người khác Thì chị cũng dắp tâm mà bỏ rơi hắn Nghĩ mà chán cái đời Anh Trước ơi anh trước Anh có trong đấy không Em vào nhá. Hắn đang buồn thì thi đến À đầy cửa nhẹ nhàng bước vào Bước qua mảnh chai vỡ nát Thì lắc đầu Ôi giời ơi Kiểu này lại buồn chuyện gia đình rồi Việc gì mà phải khổ thế Anh đi theo em Em có việc cho mà làm Thì kéo tay trước đi Hắn rằng tay ả ra Bây giờ hắn có tâm trạng nào mà làm chứ Rồi có tiền Hắn gửi cho ai đây Nhưng mà Thi không nản Ngồi thẳng vào lòng của hắn À rũi rũi cái mông Vào hai quả cà bé tí khiêu gợi Anh buồn làm cái đếch gì Còn em đây Có cái gì anh cứ tâm sự với em Khó khăn gì Em lại giúp anh nhá. Trước nhìn vào cặp mắt đen Ẩn sâu hàng mi cong vút của Thi À ta bắt đầu lần dần Kéo cái khóa quần từ từ và dò xét Không thấy trước phản ứng gì thì lại ngọt ngào. Em nói thật đấy, đẹp trai như anh việc gì mà phải khổ thế. Trong khi... Em đây, về với em nhá, anh chả cần phải làm gì hết, cứ việc mà hưởng thụ. Trái rượu nào đắt nhất, em mua cho anh. Món nào ngon nhất, em mua cho anh thưởng thức. Anh thấy không, về với em, chỉ có cuộc sống hưởng thụ thôi. Trước ngà ngà say, nghe theo những lời này của Thi, lại càng thêm phần hưng phấn. Từ nay, hắn không cần nghĩ gì cho bố con thằng nào hết. Tại sao một người sẵn sàng đón hắn về ở mà hắn lại nỡ lòng nào từ bỏ chứ? Thì liên tục sờ soạn vào chỗ hiểm khiêu khích. Cô à tự động cởi váy rồi ngồi lọt thỏm vào lòng cô gã. chức chẳng giữ ý để cô ta ra manh chiếu rách bẩn thỉu. chức hàm muốn là một nhưng mà chức buồn, chức hận đàn bà thì mười chức gào lên xé cái quần lót bé như sợi dây của thi sau đó liếm láp khắp nơi chức cắn thi rồi cứ như vậy mà làm tình thô bạo khiến cho cô ta sướng rên người thi quằn quại hưởng thụ cái cảm giác đau đau tê dại này xong việc thi nằm gối đầu lên tay của chức tiếp tục thủ thi anh trước ơi anh về nhà ở với em nhé đừng ở đây nữa anh đừng có sợ vợ anh nghĩ nghĩ cái gì Em đừng nhắc đến con đàn bà lăng loàn đấy. Bỗng dưng trước cáo, gắt ôm lên. Thi hiểu ý không nói gì nữa. Khi thỏa mãn rồi, cả hai lên đường về nhà Thi ở ngay. À nói với hắn không cần mang quần áo hay đồ dùng gì hết. Thi sẽ sắm cho hắn toàn bộ đồ mới và cực đắt tiền. Hắn thề rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại quê cũ. Cả hai vội đi. Cuộc đời của chức bước sang một trang mới từ đây. Trước dọn đến ở Hàn Trung với mẹ con nhà Thi, chị Đài cũng không hề hay biết rằng chị bị bà Tư nói xấu để chia rẽ hai vợ chồng chị. Đã một tháng trôi qua mà trước không gửi tiền về hay là viết thư gì về cho chị. Cứ chiều chiều chị hay bế cái hĩnh ra đứng cầu ao, nhìn xa xăm về phía cánh đồng, mong tin của chồng. Làm khi chị hay thủ thỉ với con Chắc là thầy con ít việc quá Ai cũng mong lên thành phố lập nghiệp Đất chật người đông Chắc là chả kiếm được mấy đồng Sau này lớn lên Con phải biết thương thầy Biết chưa Vì con mà thầy phải đi làm xa kiếm tiền đấy Ôi dào ơi Nó kiếm được tiền trả rất vành quần Chứ nó đưa cho mẹ con mày Mà hết à Lỡ sau này chúng mày chờ mặt Nó lấy cái gì mà ăn ta bảo nó không phải gửi nó khôn quá Nó nghe lời tao đấy Bà Tư nói như vậy Nhưng không đả động gì đến chuyện Suối con trai bỏ vợ Nên chị Đài không biết Bà sợ nếu nói như vậy Chị lại bỏ đi Dù muốn chức bỏ Đài Nhưng mà phải theo Để chức mang tiền về Chứ chị mà đi bây giờ Thì chính bà cũng chết keo Gửi về thì gửi Mà không gửi con cũng chả cần Bao năm qua chồng con chơi bời một tay con lo toan. Chắc bây giờ không nhờ mấy đồng bạc các của hắn, thì con chết à? Con chỉ sợ bu thôi. Nhà con không gửi tiền về, thì bu lấy cái gì mà đi ăn quán? Bà Tư bị vặn vẹo tức tối, liền bước vào trong nhà. Bà Tu ứng ực cốc nước vối, rồi sau đó nhổ phì một cái ra sân. Bà lầm bầm. Hay giời, đúng thật. Cái thằng trước này, bảo nó không gửi tiền về cho vợ con nó chưa có bảo nó không gửi tiền về cho bu nó đâu Mẹ kiếp cái thằng này Ngu quá đi mất Bà lầm bầm chửi con Bà vẫn mong có một ngày con trai đi làm Mang tiền về thật nhiều cho bà Rồi chính bà sẽ là người tống cổ chị Đài đi Nghĩ đến thôi Mà bà, bà ta đã cảm thấy hả hê lắm rồi Về phần của chức Hắn sống cùng với hai người phụ nữ bỏ chồng khá sướng Vì nhu cầu của thi cao Mà tính hắn thì lười nên cứ hễ hôm nay trước chiều ả à ta Thì ả à ta phải làm việc nhà Còn hễ thi đi đâu mà không đụng chạm gì tới hắn Thì hắn phải trở về với công cuộc của một thằng hầu Đối với trước Cái tiếng không quan trọng Cơ bản là mặt hắn đã quá dày rồi Có ai gọi hắn là thằng hầu Hay thằng giúp việc cũng chả sao Vì mấy cái biệt danh đấy Làm sao mà chua bằng cái câu Thằng núp váy vợ Hay là thằng hèn chứ Hắn đều nghe hết rồi chưa kể ở với thi hắn sướng quá, còn kêu ca được cái gì? Lén phém cô ta lại đuổi cổ đi thì lại chết dở. Người ta có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, chẳng sai tí nào. Sống với chị Đài chỉ biết việc đồng áng, quanh năm lao động vất vả. Còn đối với thi, hắn được ăn đồ ngoài, uống rượu tây, được thi may cho nhiều quần áo đẹp lắm, nước hoa thì chất đầy một tủ thì cưng hắn, cho hắn tập tành hút cả thuốc phiện giống như người Pháp. Luyện hắn nhà khói như thế nào cho ngầu. Phải nói, chứ không khác gì một con chó cảnh to xác được nuôi bởi hai mẹ con lắm tiền. Tối tối hắn ngủ chung với Thi, à thèm cái dâm dục mạnh đến nỗi, trước chỉ cần lên muộn thôi là mặt của à ta xị ra phụng phịu. Rồi hắn lại đè xuống, dập lấy dập để ở bên cạnh thì hắn không phải lo nghĩ cái gì Chỉ có hưởng thụ cuộc sống xa hoa một cách triệt để Có lần vào buổi đêm Sau khi mới quần nhau với Thi xong Cô à ngủ say như chết Chứ cứ tưởng rằng đêm hôm chả có ai Nên cứ vậy trần chuồng mà xuống nhà uống nước Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang Hắn đụng ngay phải bà Tú Vì hai mẹ con sống tự do đã quen Nên bà Tú lúc này chỉ mặc mỗi cái váy ngủ mỏng tang nhù nhú hai cái núm ti thâm đen sì to bằng cái lỗ đồng xu và phải người bà tú sợ quá hét toáng lên nhanh tay bật điện đập vào mắt của mụ là cơ thể trần trụi của chức bà ta định gào mồm lên to nữa nhưng mà nhìn thấy siêu phẩm liền vội vàng tắt tiếng mặt mụ mở tròn to như hai con ốc ngắm chức từ đầu đến cuối chức ngang tay vớ ngay cái đĩa to đựng hoa quả để che chắn hàng. Bà bà tú tô, tôi tôi hẳn lắp bắp không nói nên lời. Mụ tú thì đúng kiểu nhỏ dãi thành hàng dài. Tuy là mẹ của thi, nhưng mụ mới ngoài ba tí tẹo, cái lại bỏ chồng sớm nên thấy trai là tâm trí không nhảy dựng lên thì cũng hơi phí. Mụ chủ động nói trước, tay kéo cái dĩa ra khỏi chỗ chắn. Mụ nói ngay <laughs> xấu hổ cái gì, tôi nhìn quen suốt đi mà. Eo ơi, người gì đâu mà ngọt nước thế này. Tôi bàn bà, tôi xin bà. Bà tha cho tôi được không? Làm sao? Chẳng nhẽ cậu lại không muốn phục vụ tôi. Này nhá, để tôi giải thích cho cậu nghe. Cậu chỉ giống như trai bao. Lên giường với ai mà trả được. Cậu ngại cái gì nào? Bà Tú nói như vậy, trước nhăn mặt khổ tâm. Hắn nói thật. Bà cứ nói thế, nhưng tôi được thi đem về, tôi chỉ phục vụ cô ấy thôi. Với lại, bà với con gái của bà dùng chung đồ, không thấy khó nhìn à? Thế việc gì tôi phải nhìn ai? Cậu không nói, tôi không nói. Làm sao nó biết? Cậu không biết chứ, ở bên Trung Quốc, nhà họ làm gì có tiền, người ta cưới một cô vợ, nhưng mà cả nhà dùng chung đấy thôi. Có làm sao đâu. Mà đấy là cưới hỏi đàng hoàng, còn cậu, cưới xin cái gì đâu? Cậu cứ nghe tôi Rồi cuộc đời của cậu sẽ sướng Tại thì Nó làm gì có cái gì Cái nhà này là của tôi Cậu mà không nghe tôi Tôi lại tống cổ cả cậu Cả cái thi ra ngoài đường luôn ấy chứ Câu đầu tiên bà Tú còn mềm mỏng Câu sau bà ta lên giọng dọa nạt Trước hơi lo Nhưng nghĩ bà ta nói đúng Người toàn mỡ như mụ huệ Mà hắn còn sơi được Chứ bà Tú ngon ghẻ thế này Thì nhằm nhò cái gì chứ Tuy hai mẹ con chung một chuối hơi mặn, nhưng mà thôi, cũng được, chấp hết. Lèn phén mà không nghe lời bà ta, bà ta đuổi thật, thì hết chỗ về. Nghĩ xong, trước nhanh chóng, chạy thụt vào trong phòng của bà Tú để phục vụ bà ta. Cái hàng của mụ lâu rồi chả có ai ngó ngàng, cứ như thể mạng nhện răng kín. Này có chức, mụ thấy son sắc hẳn lên như gái đôi mươi. Nước nồi cứ như vậy mà trào ra, sướng lắm trước vừa làm bà tú liền cong người lên zin gì hắn nhìn vào nước da căng bóng mới biết bà còn ngon chán chứ chả đùa đâu cũng chả thua kém gì con gái của bà phục vụ xong trước chạy lên phòng hắn thở hồng hộc như sắp chết vậy trước nghĩ bụng khiếp làm việc quần quận thế này người ta gọi là tăng ca rồi đấy mai phải bảo trả thêm tiền mới được khi một con người đang ở trong thân phận thấp hèn, bây giờ lại là trung tâm của cái gia đình giàu có, trước cảm thấy mình cần phải kiêu ngạo, cần phải cho mọi người thấy sự ga lăng và lịch lãm của mình. Cái sĩ diện một thằng nhà quê, khi có tiền nó trỗi dậy trong đầu trước một cách mạnh mẽ lắm. Hắn muốn được cưng chiều như ông Hoàng, muốn được đi khắp các đại tiệc toàn là cao lương của bu con nhà đó. Bây giờ trước đòi cái gì? Thi và bà Tú cũng răm rắp nghe theo. Chỉ cần hắn nhíu mày Hai con người kia lại lo sốt vó Bây giờ chứ không còn là một con chó cành nữa Mà biến thành một con lợn cành rồi Ngoài ăn chơi hưởng thụ ra Hắn không phải làm bất cứ việc gì Làm khi hắn vào những sàn nhảy đầm Của quý ông quý bà nhiều tiền nhiều của Hắn say sưa trong làn khói thuốc trắng của thuốc phiện, Mặt hắn cứ gà gà Với cái suy nghĩ Hắn sinh ra trong nhung lụa dù cuộc đời có lúc lên voi xuống chó nhưng bất luận thế nào vẫn là hắn cứ giàu sang kể ra trời không phú cho hắn cái xác gọi là nghiêng bô đồ thùng thế nhưng lại được cái sức khỏe dẻo dai cái dây khoai to lắm chiều được lòng các thím các mợ cơ hôm nay hắn ngủ với con gái ngày hôm sau hắn lại ngủ với bu của ả à. cứ như vậy mà luân truyền nếu thì biết được chắc hẳn là ả à sẽ đâm chết hắn cái tính cách của Thi nó ngang ngược lắm Nó hằn học lắm Trước phải che đậy khéo léo lắm Mới qua được con mắt tinh anh của ả à. Đến bà Tú là mẹ của Thi Còn phải nói với Trước trước Con này nó sống thoáng quen rồi Nhưng không cho ai dùng chung đồ bao giờ Nên chuyện này cấm để lộ ra ngoài đấy Chứ nó mà biết Nó xiền chết cả lũ trực nghĩ cũng hãi Nhưng biết làm thế nào được Đã vào hang cọp rồi phải lựa đường mà sống thôi. Bản thân của hắn nhiều khi ngẫm lại, thấy hắn ăn bẩn vãi cả ra. Đời thò, đã úp được đứa con, lại còn húp cả con mẹ. Đã hơn một lần, hắn có ý định chấm dứt cái quan hệ vụng trộm với bà Tú, chỉ toàn tâm toàn ý, phục vụ thi thôi. Nhưng kể ra bà Tú đối xử với hắn cũng không tệ, tiền bà đưa cho hắn cũng nhiều. Lỡ giờ mà hắn chống đối, bà ấy lại nói với thi thì chết cả lũ. Lúc ấy à, hắn chỉ còn có nước mà ăn mày. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, cứ đậy vào là hay nhất. Đêm hôm đó sau khi vừa mới ân ái với bu vợ xong, trước mệt tường chết, mồ hôi vã ra như tắm. Đang loài hoài quấn cái khăn tắm vào người rồi ra rót nước uống. Thì Thi đứng ngay chỗ cầu thang từ lúc nào. Mặt của à ta nhìn chăm chăm vào hắn, lạnh lùng. Vừa mới ăn vụng, còn chưa kịp lau mép thì lại gặp ngay cái cảnh này chân của hắn run rẩy mặt của hắn tái mét ê, ê, em đi đâu đấy sao không vào phòng mà ngủ đi đứng đây làm gì làm anh sợ chết khiếp đi được câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ anh đứng đây làm gì thế trước mấp máy không phát ra tiếng hắn cầm cốc nước mà đứng chẳng vững vừa hay bà tú đi từ dưới bếp lên, tay cầm củ gừng, mặt của mụ bình thản nhưng chả có chuyện gì, bà đưa cho trước. Này, cầm lấy, có mỗi củ gừng thôi, mà phải gọi tao dậy, đêm hôm rồi, chứ phải sớm sủa gì đâu, lần sau mày gọi con vợ mày mà lấy, ngủ cũng không yên với nhà mày. Chức cầm lấy củ gừng, mụ tú đưa cho, như hiểu ý, hắn hùa theo. Vâng, con cảm ơn mụ, Tại con thấy con Thi nó ngủ say quá Nên con không dám gọi Bu vào ngủ đi ạ à? thì đứng ngây người ra không hiểu Chức vội vàng lên tiếng giải thích ngay Nãy anh đang ngủ Xong tự nhiên anh thấy khó chịu Định đi uống nước Thế là miệng nôn trôn tháo Người anh lạnh băng ra Chắc là bị cảm mất rồi Sợ em ngủ say Nên không dám gọi Anh gọi bu tìm cho anh củ gừng Để pha nước uống ấy mà Em sờ xem trúng cảm rồi Mồ hôi mồ kê của anh Nó vã ra như tắm đây này Trước để tay thi lên người mình Quả thực là người trước đồ mồ hôi ướt sũng Nhưng cô ả à chẳng biết rằng Hắn vừa mới làm tình với bu mình Nên mới tứa mồ hôi Chứ hắn làm gì có bệnh tật chứ thì chào mày hoài nghi Bà Tú biết Liền quay ra hỏi trước Từ lần sau mày gọi con Thi xuống mà chăm Tao có phải là đứa ở đâu mà cái gì cũng đến tay tao. Thấy bù nói người yêu mình khó nghe như vậy, thì khoác tay trước đi rồi nói với bù mình. Bù à, bù có cần phải khắt khe quá không? Nhà con yếu trong người, nhờ bà một tí thôi mà. Trước này, lần sau có việc gì, cứ gọi em dậy nhá. Đừng gọi bu, rách việc lắm. Trước cầm cù gừng cùng với Thi bước lên nhà, bên dưới vẫn nghe thấy tiếng bà Tú chu chéo. Ừ thì kệ cha nhà mày Tao không phải là con ở nhá Nhà này là nhà tao Lần sau đừng có nhờ vả cái gì Dạch việc Mặt trước già vờ buồn buồn Hắn nằm ếch ra giường và thở dài Thì cứ tưởng trước vì câu nói của bà Tú mà chạy lòng Liền chạy tới an ủi ngay Kìa anh Anh đừng nghĩ ngợi gì Bu độc mồm độc miệng thế thôi Chứ thực ra bu thương em lắm Trước giờ dĩ gật đầu, thì mà không nghi ngờ, thì đúng là hắn may mắn nằm xuống một chốc, thấy thì bê cốc nước gừng nóng lên tận giường cho hắn uống. Mà kỳ thực hắn có sốt rét gì đâu, nhưng bây giờ mà không uống, thì lại nghi ngờ ngay. Thế nên dù đang nóng tứa mồ hôi hột, nhưng hắn vẫn phải uống hết cốc nước gừng kia. Còn giả vờ đắp chăn và rên rỉ kêu rét nữa chứ. Nhưng mồ hôi chảy ra không ngừng. Đấy. Ăn tạp, có cái gì sung sướng đâu, tí nữa thì chết. Vậy là chức cứ sống như vậy, phục vụ cả hai mẹ con Thi không ngừng nghỉ. Hai mẹ con nhà này chăm chỉ, mua đồ bổ về để cho chức ăn hàng ngày. Vì nhiều đồ quá, nên hắn có ý định gửi về quê một ít cho ông bà tư cùng hưởng. Nhận thấy ý định của hắn, mẹ con Thi cũng không phản đối gì. Ngược lại còn khen hắn hiếu thảo này kia. Đúng là trước gặp phải thi từ lâu rồi mới phải. Trước lại nhờ thi viết cho hắn một lá thư tay, thì hơi buồn cười vì nghe được chuyện nhà chức không ai biết chữ. À lên tiếng trêu ngay. Thế sao hai cụ không đi học? Thời buổi nào rồi mà còn không biết chữ? Mà kể ra, đến anh trai tráng còn không biết, trách sao được các cụ nhỉ? trước hơi khó chịu khi bị mỉa mai hắn bị người ta chê nhiều là mù chữ rồi nhưng thấy thi treo lại hắn vẫn không khỏi tức tối trong thư thi luôn ghi rằng trước đang ở trong một ngôi nhà khang trang cùng một cô gái xinh đẹp tút bụng này kia à còn nói muốn đón hai ông bà tư lên chơi còn không đà động gì đến mẹ con nhà chị đài nữa Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Đàn bà Gian Chuân được viết bởi tác giả Giao Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe tập 7 rồi. Không biết được rằng là chị Đài sau khi mà phát hiện ra rằng chồng mình mất tích hơn một tháng trời, anh ta không gửi tiền về để nuôi vợ, nuôi con, cũng giống như là nuôi bố mẹ của anh ta, thì phản ứng của chị sẽ như thế nào? Và liệu rằng khi mà sống với hai người đàn bà trong một ngôi nhà, thì chức có như thế nào đây? Liệu rằng đời sống của anh ta sẽ ra sao? Tâm An sẽ gửi tiếp cho quý vị ở phần 8. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Ừ, đúng là có rất là nhiều điều mà Tâm An muốn nói. Bởi vì nếu như một người đàn ông mà không làm gì, suốt ngày ăn bám như vậy, và bây giờ lại đang còn nghiện hút, hút thuốc phiện giống như người Pháp nữa, chắc chắn là tương lai của chức sẽ không có gì tốt đẹp. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón thôi, bởi vì đợi chờ là hạnh phúc đúng không quý vị? và tâm an sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 vào trưa ngày mai quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho tâm an nhé còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại